Còn tình trạng tập trung đông người trong khu vực phong tỏa cứng ở Phan Thiết, vẫn còn tình trạng người dân ra đường không có lý do, hàng quán ăn uống vỉa hè phục vụ tại chỗ. Tình trạng người dân từ nhà này sang nhà khác trong các khu vực phong tỏa cứng vẫn diễn ra. Ngày 30 tháng 9, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết. Theo đó, trong hai ngày 28 và ngày 29 tháng 9, qua kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Phan Thiết đã không thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các văn bản liên quan đến xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Theo báo cáo đánh giá của Sở Y tế, phường Phú Tài vẫn là vùng có nguy cơ cao vùng cam và trước đó liên tục là vùng có nguy cơ rất cao vùng đỏ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Phú Tài phải xét nghiệm toàn bộ người dân, nhưng theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong gia đình 11 người bị nhiễm COVID-19 tại phường Phú Tài thì chỉ có một người được lấy mẫu xét nghiệm đến 3 lần vào các ngày 20 tháng 8, 2 tháng 9, 10 tháng 9 và một người được lấy mẫu xét nghiệm một lần vào ngày 10 tháng 9. Những người còn lại trong gia đình không được lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian phường Phú Tài là vùng đỏ, vùng cam. Do đó, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại phường Phú Tài do để bỏ sót người cần được xét nghiệm, dẫn đến nguy cơ làm phát sinh nhiều F0 trong cộng đồng. Chấn chỉnh công tác xét nghiệm trên địa bàn thành phố, nếu tiếp tục xảy ra sai sót như vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 10 tháng 10. Ngoài ra, từ ngày 29 tháng 9, một phần phường Phú Tài thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, người dân tại đây vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, vẫn lưu thông trên đường không có lý do chính đáng. Các hàng quán ăn uống vỉa hè vẫn hoạt động, phục vụ tại chỗ. Đặc biệt, trong các khu vực phong tỏa cứng, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người dân còn lơ là, chủ quan, có tình trạng người dân tụ tập đông người, di chuyển từ nhà này sang nhà khác. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo bổ sung ngay lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Cùng với đó phải khẩn trương đánh giá mức độ nguy cơ đối với từng xã, phường, thôn, khu phố để lập kế hoạch xét nghiệm. Công tác xét nghiệm phải thực hiện thần tốc để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Từ đó đề xuất, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch hợp lý. Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thành phố Phan Thiết trong xét nghiệm khi có yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết phối hợp với Sở Y tế đánh giá mức độ nguy cơ toàn thành phố để báo cáo, xin ý kiến thường trực thành ủy. Qua đó, đề xuất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tích cực, quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan và sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn. Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước 9 giờ ngày 1 tháng 10. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.